Xin chào các bạn. Du học Canada giờ đây không còn là một cụm từ quá xa lạ đối với các bạn học sinh, sinh viên. Với nền kinh tế, giáo dục, đào tạo tiên tiến, cũng như với những chính sách ưu đãi của chính phủ Canada dành cho du học sinh quốc tế như chương trình CES, du học Canada không cần chứng minh tài chính, những suất học bổng cực kỳ hấp dẫn, công việc làm thêm cho du học sinh, đặc biệt đối với chính sách việc làm và định cư tại các tỉnh bang của Canada đã thực sự thu hút nhiều học sinh, sinh viên quốc tế. Trong đó có các bạn học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Tỉnh bang British Columbia là một trong những tỉnh bang có những chính sách định cư rất hấp dẫn dành cho các bạn du học sinh quốc tế. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chương trình này cùng với chuyên viên tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương, chị Đoàn Lụ các bạn nhé. Chào chị Lụ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chính sách định cư Canada tại tỉnh bang British Columbia. Và đầu tiên là câu hỏi của bạn Hoài Thương, 16 tuổi, sống tại thành phố Vinh. Xin chào anh chị Tân Đại Dương. Em được biết Canada có nhiều chính sách định cư rất là hấp dẫn, cho nên em dự định sẽ đi du học Canada. Sau đó sẽ định cư tại tỉnh bang này. Tuy nhiên em không biết nên chọn học tại tỉnh bang nào của Canada vì mọi tỉnh bang đều có những chính sách định cư rất hấp dẫn nên em khó lòng mà lựa chọn được. Mà điều kiện tài chính của gia đình em chỉ ở mức trung bình, khá mà thôi. Vậy đối với trường hợp của em thì học tại tỉnh bang nào là hợp lý nhất và tại tỉnh bang đó em có thể tham gia vào chương trình định cư nào? Xin nhờ Tân Đại Dương tư vấn giúp em. Vâng, chị xin chào Hoài Thương. Thì hiện nay chính phủ Canada khuyến khích tạo điều kiện và cơ hội cho du học sinh sau khi tốt nghiệp được làm việc và định cư tại nước của họ. Cho nên mỗi một tỉnh bang của Canada đều có những chính sách định cư phù hợp với những điều kiện của du học sinh. Với trường hợp của Hoài Thương thì bạn có thể lựa chọn du học tại tỉnh bang British Columbia. Thì British Columbia là một trong những vùng đất mang vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời ở khu vực Bắc Mỹ. Thủ phủ của British Columbia là Victoria, được mệnh danh là thành phố vườn tại Canada, là điểm đến du lịch khá nổi tiếng tại đây. Và thành phố cảng lớn nhất mang tên Vancouver là thành phố lớn thứ 3 tại Canada, lớn thứ 2 ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Vancouver được gọi là thành phố của những khu phố, bởi tại đây mỗi khu phố đều có những cái nét đặc trưng về mặt chủng tộc và văn hóa riêng. Chi phí sinh hoạt ở các thành phố này cũng ở chi phí trung bình và cái mức học phí của các trường bang này cũng rất là thấp so với cái mặt bằng chung. British Columbia là một tỉnh bang vô cùng phù hợp cho du học sinh Việt Nam bởi nhiều yếu tố chủ quan lẫn như là khách quan. Bạn có thể tham gia vào các chương trình định cư Skill Immigration của British Columbia hoặc là tham gia vào chương trình Impress NG của Canada. Thì hy vọng rằng với cái những chia sẻ của chị thì Hoài Thương có thể tìm được một cái lộ trình học phù hợp cho mình. Và câu hỏi tiếp theo là từ bạn Thu Tâm, 20 tuổi. Em hiện nay đang học năm thứ nhất tại Đại học Victoria, tỉnh bang British Columbia. Em chọn tỉnh bang này vì nghe nói đây là một trong những tỉnh bang có chính sách định cư khá là hấp dẫn dành cho các bạn du học sinh quốc tế. Vậy sau khi em tốt nghiệp thì điều kiện để xin định cư tại Canada như thế nào? Và nếu như em có dự định học lên các chương trình sau đại học thì điều kiện xin định cư có khó khăn gì không? Nhờ Tân Đại Dương tư vấn giúp em. Xin chào Thu Tâm. Thì tỉnh bang British Columbia có rất là nhiều chính sách định cư, trong đó có hai chương trình định cư dành cho sinh viên quốc tế như sau. Chương trình định cư cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp International Graduate. Các ứng cử viên đã tốt nghiệp ở các trường đại học và cao đẳng tại Canada trong vòng 2 năm vừa qua có thể đủ điều kiện tham gia vào chương trình PMP của British Columbia. Cho dù bạn không có cái kinh nghiệm làm việc, bạn vẫn có thể dùng job offer để tham gia. Và cái điều kiện tối thiểu là tốt nghiệp tại các trường đại học được công nhận ở Canada. Thì lưu ý là bằng đào tạo từ xa thì không được tham gia vào các chương trình. Các bằng cao đẳng và chứng chỉ được cấp bởi các trường tư thục thì cũng không đủ điều kiện để tham gia. Có job offer full time hoặc là vô thời hạn. Có mức lương đáp ứng được cái tiêu chuẩn của ngành, bằng chứng về thu nhập tối thiểu, khả năng ngôn ngữ, tất cả những yêu cầu trên phải có tại thời điểm đăng ký và nộp hồ sơ. Cái chương trình định cư cho sinh viên quốc tế có các văn bằng sau đại học International Postgraduate. Các ứng viên có bằng sau đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở các chuyên ngành tự nhiên, khoa học ứng dụng trong 2 năm gần nhất có thể nộp đơn vào chương trình PNP của British Columbia mà không cần job offer. Đây là các chuyên ngành ưu tiên như là nông nghiệp, sinh học và y sinh học.
khoa học máy tính, kỹ sư công nghệ, y tế và khoa học lâm sàng, toán và thống kê, nghiên cứu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, khoa học vật lý. Các ứng viên phải nộp đơn tham gia trong thời hạn 2 năm sau khi tốt nghiệp. Bằng đào tạo từ xa sẽ không được tham gia vào chương trình này. Các ứng viên phải thể hiện được ý định sinh sống và làm việc tại British Columbia và mọi yêu cầu kể trên phải có được tại cái thời điểm mà bạn tham gia cái chương trình này. Câu hỏi tiếp theo là về định cư theo diện tay nghề. Tôi tên là Cẩm Lệ, 27 tuổi, hiện nay tôi đang làm quản lý tại nhà hàng khách sạn 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất muốn được đi định cư tại Canada theo diện tay nghề Skill Work tại tỉnh bang British Columbia. Vậy để định cư Canada theo diện tay nghề Skill Work tại tỉnh bang British Columbia thì tôi cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Xin nhờ Tân Đại Dương tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn. Xin chào Cẩm Lệ. Thì đối với cái chương trình Skill Work hay còn gọi là cái chương trình định cư lao động tay nghề theo tỉnh bang thì bạn cần phải đáp ứng được các yêu cầu như sau: là có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, và nếu là các tiêu chuẩn và bằng cấp chuyên môn có liên quan đến ngành nghề mà mình nhận được job offer, được mời làm việc toàn thời gian và không kỳ hạn từ một công ty ở British Columbia và có cái mức lương bằng với tiêu chuẩn của ngành, có bằng chứng về thu nhập tối thiểu, kỹ năng ngôn ngữ thì gồm có tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp. Tất cả các yêu cầu này phải đạt được tại cái thời điểm đăng ký hoặc là nộp hồ sơ bạn nhé. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Thu Ngân, 26 tuổi. Hiện nay tôi đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Hồng Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Qua nhiều thông tin mà tôi tìm hiểu được thì được biết Canada là một đất nước có những chính sách định cư rất là hấp dẫn. Ngoài ra là tại tỉnh bang British Columbia tôi cũng có người thân và bạn bè nên muốn được đến đây làm việc và định cư. Vậy đối với trường hợp của tôi thì tôi có thể xin định cư tại Canada như thế nào? Thì rất là cảm ơn câu hỏi của bạn Thu Ngân. Đối với cái trường hợp của Thu Ngân thì em có thể xin được định cư theo cái chương trình Skill Immigration Healthcare Professional, hay còn gọi là chương trình định cư cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Đối với các ứng viên thuộc vào cái dạng là Healthcare Professional phải thỏa mãn những cái tiêu chí như sau: phải có một cái job offer toàn thời gian do các cơ quan y tế nhà nước cung cấp và làm việc với tư cách là thầy thuốc, chuyên viên, y tá có đăng ký, y tá khoa tâm thần, đỡ đẻ, v.v. Có ít nhất 2 năm làm việc và có bằng cấp tương ứng với công việc đang tham gia. Cung cấp một lá thư giới thiệu từ phía nhà tuyển dụng, trong đó lá thư có các thông tin như sau: là chức danh, trách nhiệm công việc, thời gian làm việc và tiêu chuẩn. Mức lương phải tương xứng với mức lương của thị trường lao động ở cùng một cái ngành nghề. Lưu ý là bạn cần phải có một cái hợp đồng full time vô thời hạn, chứ cái hợp đồng mà dịch vụ thì có thể không có được tính. Để nói tiếp chương trình thì là câu hỏi của bạn Thanh Hằng. Hiện em đang là học sinh lớp 10 của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Huân. Qua nhiều thông tin mà em tìm hiểu được thì tỉnh bang British Columbia là một trong những tỉnh bang có rất nhiều chính sách định cư hấp dẫn. Vậy những chính sách định cư tại tỉnh bang British Columbia cụ thể như thế nào? Xin nhờ Tân Đại Dương giải đáp giúp em. Thì hiện nay cái tỉnh bang British Columbia, Canada có những cái chính sách định cư như sau: Skill Work, chương trình định cư lao động theo cái tay nghề tỉnh bang; Healthcare Professional, chương trình định cư cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe; International Graduate, chương trình định cư sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp; International Postgraduate, chương trình định cư cho sinh viên quốc tế có các văn bằng sau đại học; Entry Level and Semi Skill, chương trình định cư bán chuyên. Nhóm này là dành cho các đối tượng có kỹ năng phù hợp với cái nhu cầu tuyển dụng của các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp ở Colombia. Cái chương trình này được thiết kế cho những ai muốn làm việc, sinh sống ở British Columbia và qua đó trở thành một cái công dân của Canada. Đây là những điều kiện tối thiểu. Nếu ứng cử viên đạt được những cái điều kiện này không đồng nghĩa là họ sẽ được mời nộp hồ sơ xin thường trú nhân hoặc được cấp đề cử của bang, ngoại trừ nếu ứng viên đạt được toàn bộ những yêu cầu sau đây. Thì bạn được một công ty đề nghị làm việc toàn thời gian và không có kỳ hạn, đồng thời bạn phải đồng ý với công việc này ngoại trừ cái trường hợp của International Postgraduate. Bạn phải đáp ứng được cái chuyên môn cho vị trí mà bạn được tuyển dụng. Bạn có thể tham khảo cái bảng phân loại ngành nghề quốc gia hoặc là Work PC hoặc những tiêu chuẩn của ngành để xác định được cái bằng cấp chuyên môn tối thiểu cho cái công việc. Về mức lương nhận được phải có một cái tính cạnh tranh với mức lương thông thường được trả cho cùng một cái công việc.
cho những cái ngành nghề thuộc nhóm BC và D trong bảng NOC thì các ứng cử viên phải chứng minh được cái năng lực ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở level 4 của Canadian Language Benchmark năm 2000. Nếu ứng cử viên nộp đơn ở nhóm O hoặc là A thì không cần, tuy nhiên nhóm BC, PMP có thể yêu cầu cung cấp những cái kết quả kiểm tra ngôn ngữ được công nhận và còn cái hiệu lực để minh chứng rằng các ứng viên đáp ứng được cái năng lực ngôn ngữ để làm việc ở cái vị trí mà họ được tuyển dụng. Ứng viên phải có mức thu nhập tối thiểu đủ để nuôi bản thân và cái người phụ thuộc đi theo. Không được sở hữu quá 10% cổ phần ở cái công ty mà ứng cử viên được nhận job offer. Nếu được mời nộp đơn, ứng cử viên phải đóng một cái khoản phí là 550 đô la Canada trực tuyến trước khi được xét hồ sơ. Hồ sơ chưa hoàn tất sẽ không được xét và phí xét hồ sơ có thể sẽ không được hoàn lại. Và câu hỏi tiếp theo là từ bạn Hoàng Trúc Long, năm nay 18 tuổi. Hiện nay em đang làm hồ sơ để sang du học tại Canada. Em dự định sẽ học tại tỉnh bang British Columbia vì ở đó có dì của em nên em và gia đình có thể yên tâm hơn. Xong em vẫn chưa biết là nên chọn ngành nào, trường nào để khi hoàn thành xong khóa học của mình em có thể thuận tiện trong việc xin ở lại, làm việc và định cư tại Canada. Anh chị có thể tư vấn giúp em vấn đề này được không? Ngày hôm nay chúng ta nhận được là khá là nhiều cái câu hỏi về cái chương trình định cư tại British Columbia. Xin chào bạn Trúc Lâm, với câu hỏi của bạn đó thì tôi xin phép được trả lời như sau. Hiện nay có một số ngành nghề đang rất là cái thu hút nhân lực phát triển tại tỉnh bang British Columbia và cũng rất là phù hợp với bạn, như là khối ngành kỹ thuật nè, kinh tế, tài chính, đồ họa, giáo dục và du lịch khách sạn. Một số nhóm ngành tại đây được đào tạo theo cái chương trình Core vừa học vừa làm như là du lịch khách sạn. Đây là cơ hội tốt cho việc sinh viên để vừa trau dồi cái kinh nghiệm thực tế, vừa có thêm nguồn thu nhập và quan trọng, đây là một điểm mạnh trong CV xin việc của bạn sau khi tốt nghiệp. Thì tại bang British Columbia có những cái trường đại học nổi tiếng như sau: Đại học British Columbia đứng thứ 3 tại Canada và đứng thứ 49 trên thế giới. Được thành lập vào năm 1908, là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Canada và luôn được xếp trong top 40 của thế giới. Trường thu hút 58.000 du học sinh và sinh viên khắp từ Canada và các quốc gia trên toàn thế giới về học tập cũng như là nghiên cứu. Các ngành nghề đào tạo của trường gồm có kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, mỹ thuật, điều dưỡng khoa học thí nghiệm, y, luật, kinh tế, quốc tế. Thứ hai là Đại học Simon Fraser, trường đứng thứ 13 tại Canada và đứng thứ 244 trên thế giới. Simon Fraser University là một trường đại học công lập hàng đầu bởi nó có được những cái nét đặc trưng hội tụ nổi bật của một trường đại học chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu bởi đội ngũ giảng viên cũng như là cái cơ sở và thiết bị tiên tiến. Bên cạnh đó, sinh viên được tham gia vào các hoạt động và cộng đồng sinh viên qua nhiều sự kiện hấp dẫn. Các ngành đào tạo của trường như sau: kế toán, tài chính doanh nghiệp, quản trị nhân sự, truyền thông, đồ họa, khoa học máy tính, khoa học ứng xử, giáo dục sức khỏe, công nghệ, sức khỏe, quản lý y tế, cộng đồng. Thứ ba là Đại học Victoria, Canada. Đây là một trường đứng thứ 14 tại Canada và đứng thứ 321 trên thế giới. Được thành lập vào năm 1963, Đại học Victoria thường được biết đến với cái tên viết tắt là UVic. Thì nằm tại thành phố Victoria, bang British Columbia, trường Đại học Victoria là một trường đại học lớn với chất lượng đào tạo đẳng cấp và bậc nhất ở Canada. Trường Đại học Victoria hiện có gần 21.000 sinh viên bậc đại học và sau đại học, trong đó có 2.000 sinh viên quốc tế đến từ 108 quốc gia khác nhau trên thế giới. Chương trình chuyển tiếp chương trình đại học gồm 10 nhóm ngành. Các nhóm ngành được đào tạo của trường như sau: giáo dục, kỹ thuật, nghệ thuật, khoa học xã hội, mỹ thuật, y tế. Bên cạnh đó còn một số trường cao đẳng đại học nổi tiếng khác tại British Columbia như là Vancouver Island University, Dallas College, Langara College West University, University Canada West, Đại học Thompson River. Và sau cùng là một câu hỏi từ một phụ huynh. Xin chào Tân Đại Dương, tôi tên là Mai Chi. Năm nay tôi 35 tuổi và tôi muốn cho con tôi được đi du học tại Canada. Và tôi mong muốn sau khi cháu hoàn thành xong chương trình học của mình, cháu sẽ được ở lại làm việc và định cư tại đây. Mặc dù vậy, tôi vẫn đang rất lưỡng lự vì không biết quyết định của mình có đúng đắn hay không. Liệu định cư tại Canada có tốt không? Xin nhờ công ty tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của chị Ma Chi. Lựa chọn làm việc và định cư tại Canada là một quyết định rất là đúng đắn, bởi hiện nay Canada đang thu hút rất là nhiều người đến để học tập và làm việc tại đây bởi các yếu tố như sau. Canada đang có sự thiếu hụt về cái nhu cầu lao động.
người dân Canada chỉ cung ứng được tối đa 70% nhu cầu trong tổng số 2,5 triệu lao động mà nước này cần tính đến năm 2020. Do đó, chính phủ Canada đang đưa ra hàng loạt những cái chính sách hấp dẫn để thu hút du học sinh quốc tế ở lại sau khi tốt nghiệp. Thị trường lao động việc làm thì rất là lớn, 6,8% là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất của Canada kể từ năm 1976. Hàng năm có hàng trăm ngàn công việc làm việc được tạo ra cho người dân. Mức thu nhập trung bình hàng năm của người dân Canada là khoảng 40.000 đô la Canada. Về cái mức thuế và lạm phát thì rất là thấp. Mức thuế thấp và mức lạm phát luôn được chính phủ Canada kiểm soát ở mức thấp là 2,3%, giúp Canada có một nền kinh tế linh hoạt và ổn định. Ngoài ra, mức thu nhập quốc dân tăng hàng năm giúp cho Canada có một sự phát triển cân bằng và rất là bền vững. Thì sự thịnh vượng của Canada với nền kinh tế thì đang bùng nổ. Canada là một đất nước công nghiệp có nền kinh tế phát triển mạnh và hiện đại. Do đó, Canada có nhiều tiềm năng và cơ hội không giới hạn cho nhà đầu tư. Với chất lượng cuộc sống ở mức cao nhất, Canada là một trong những quốc gia giàu có nhất trên thế giới và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Thì Canada thuộc vào cái nhóm G8, nhóm những cái quốc gia có nền kinh tế công nghiệp phát triển hàng đầu trên thế giới. Canada có thu nhập bình quân đầu người cao thứ 8 trên toàn cầu và chỉ số phát triển trên con người là cao thứ 11. Canada là một quốc gia có nền văn hóa đa sắc tộc. Thì Canada có tỷ lệ người nhập cư khá cao nên họ có một nền văn hóa đa sắc tộc. Chính phủ Canada luôn khuyến khích những người nhập cư duy trì bản sắc văn hóa dân tộc của họ tại Canada. Điều này giúp cho Canada trở thành một quốc gia có nền văn hóa đa dạng và đầy màu sắc. An sinh xã hội tại Canada thì rất là cao và tội phạm thì lại cực kỳ thấp. Canada là một đất nước có cái chế độ an sinh xã hội tốt nhất trên thế giới với các dịch vụ như là giáo dục, hưu trí, phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, dịch vụ y tế, công trình công cộng phục vụ cho những người dân. Là đất nước của người nhập cư cùng chung sống trong cái hòa bình ổn định và tôn trọng lẫn nhau. Thì hy vọng là những cái chia sẻ của bên công ty Tương Đại Dương sẽ giúp ích cho chị rất là nhiều trong quá trình mà lựa chọn quốc gia để cho bé cho mình đi du học. Sau những chia sẻ của chị Lụ thì có lẽ là quý phụ huynh cũng như là học sinh đã có những thông tin hữu ích cho mình. Hãy liên hệ ngay với Du học Tân Đại Dương để được hỗ trợ về chính sách định cư Canada tại tỉnh bang British Columbia. Ngoài ra, bạn còn được tư vấn thêm về các thủ tục visa, học bổng, nhà ở, kinh tế tại Canada qua công ty. Chân thành cảm ơn sự chia sẻ của chị. Tôi tin chắc rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh rất là nhiều. Các bạn học sinh còn thắc mắc bất kỳ điều gì về du học Canada, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với các chuyên viên tư vấn của Canada theo số điện thoại 0838484879 hoặc 0838382080 hoặc có thể liên hệ địa chỉ trực tiếp tại 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại!